Tập 4. Chuẩn bị sẵn sàng cả chưa? Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng liều mình một phen đi. Tìm anh đây, tôi đang tìm cô đây. Anh không sao chứ? Cô không sao chứ? Trán của anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đây đã. Cậu có cần phải sợ tới mức đó không? Cậu sắp bị nổ tung luôn rồi kìa. Lượn sang một bên đi, đừng có trù mình. Sao vẫn không đăng nhập được vậy? Không đăng nhập được là không đăng nhập được. Cậu có dùng máy tính của mình cũng vậy thôi. Cậu thử đi hỏi anh nhất hiệp của cậu đi. Của cậu với của mình gì ở đây chứ? Mình với anh ấy có gì đâu. Hai người từng cùng nhau gắm mưa so băng rồi mà. Lãng mạn biết bao. Lãng xẹt chứ lãng mạn gì. Tối hôm đó chỉ là trùng hợp thôi. Cậu bị nổ tới ngốc luôn rồi sao? Rõ ràng là ông trời đang tạo cơ hội cho hai người. Không thì sao lại để hai người gặp phải cơ chứ? Cậu đừng có nhắc tới duyên phận với mình nữa. Mình không tin đâu. Vậy tại sao hai người lại học cùng một trường đại học, chơi cùng một game, xảy ra cùng một sự cố, hôm đó lại còn gặp được nguyệt thực toàn phần với mưa sao băng cơ chứ? Đến mức này rồi mà còn không phát triển tiếp, cẩn thận ông trời trượt tay cho sấm sét đánh chết cậu. Cho dù mình có bị sét đánh cũng sẽ không ở bên cạnh anh ấy đâu. Mình ghét nhất là kiểu nam thần thích tự cho mình đúng như anh ấy đấy. Còn lâu tôi mới thích ngáo đá tỷ tỷ đó. Cậu có cần kích động tới vậy không? Mình chỉ hỏi đại vậy thôi mà. Hỏi đại cũng không được. Ai mà thích ngáo đá tỷ tỷ thì đúng là xui xẻ tám đời. Cũng đúng. Mình cũng không đồng ý hai người hẹn hò đâu. Cậu đừng quên chuyện hồi trung học của cô ấy đấy. Cũng vì an toàn tính mạng cho cậu thôi. Trân trọng sinh mệnh, tránh xa ngáo đá tỷ tỷ ra. Không cần cậu lo. Giờ mình còn đang bận tìm Lê Quyên, không rảnh mà yêu đương. Quả là anh em tốt cả đời. Mình thấy anh ta nhất định là gay. Nhìn dáng vẻ ôm mấy trò chơi đó của anh ta, cứ như chia tay với người yêu không bằng. Người ta và Lê Quyên là bạn bè từ nhỏ, chuyện này cũng rất bình thường mà. Xem kìa, cậu lại nói giúp cho anh ta nữa rồi. Vậy cậu định làm gì với cái máy trò chơi đó của anh ta? Lẽ nào định cứ để mãi trên sân thượng của chúng ta hả? Có người đã báo cáo với quản lý ký túc rồi đó. Bản tin cũng đã đăng tin tìm kiếm chủ nhân của nó. Cậu còn không mau cướp đi. Đến lúc đó, để tính vật định tình bị người khác lấy mất, cậu đừng có khóc. Tính vật định tình cái gì? Chẳng qua là ký túc xá của người ta không có chỗ để. Tạm thời để tạm với ký túc xá chúng ta. Các cậu đừng có nghĩ linh tinh đấy. Lúc này tôi vẫn còn chưa biết, hóa ra chúng tôi đang chuẩn bị đối diện với một sự thay đổi lớn.
Đội trưởng, đội trưởng à, nửa đêm cậu có xem Hatano Dư Y cũng phải cho cảm nhận của đồng đội chứ. Hatano, cái đầu của cậu ấy, mình ngủ từ lâu rồi. Được rồi, mình mặc kệ đấy, cậu chú ý sức khỏe đi. Phiền quá. Tại sao bàn tay lại phát sáng? Vật chất do phân tử cấu thành, phân tử do nguyên tử cấu thành, là hiệu ứng trang sức. Quá rõ ràng, cậu bị thần kinh rồi. Sao cậu ra ngoài sớm cũng không gọi mình một tiếng vậy? Đêm qua mình ngủ không ngon nhất, không ngủ ngon. Xem nguyên một đêm nên nóng trong người phải không? Cút ra một bên đi. Tay cậu có vấn đề gì à? Mình phát hiện kể từ sau khi cậu bị nổ, liền bắt đầu có sở thích mới. Không thấy chơi máy tính nữa. Mình thấy có mà cậu bị tinh trùng lên não ấy. Đi thôi, đội trưởng à. Lại làm sao nữa? Mình xin trịnh trọng nhắc nhở cậu, buổi tập hôm nay cậu nhất định phải xuất hiện. Huấn luyện viên sắp quyết định danh sách thi đấu sắp tới rồi. Cậu đã vì chuyện của Lê Nguyên mà bỏ tập mấy lần rồi. Cậu nói với huấn luyện viên, hôm nay mình không được khỏe, không tới tập. No, 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 không được đâu. Có không ổn cũng phải đi. Huấn luyện viên đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, tất cả mọi người đều phải có mặt. Cậu cũng không muốn bị đuổi khỏi đội bóng đâu, có phải không? Bye bye. Tạm biệt nhé. Cậu mau tới sân bóng rổ tìm tôi đi. Cứu mạng. Đội trưởng, đi thay quần áo đi. Huấn luyện viên, hôm nay em không được khỏe lắm. Mau đi thay quần áo đi. Hôm nay bị ốm thật mà. Em là đội trưởng mà cũng dám ốm sao? Tập cho toát mồ hôi đi là được. Nhanh lên, không được đâu, hôm nay em không tập trung được mà. Em khó chịu lắm. Tay của em làm sao vậy? Tay em không sao, em vẫn ổn. Thầy xem, tay phải kia. Sao cậu cứ cho tay vào túi áo mãi vậy? Hay là tay bị trật chưa khỏi? Không sao, tay mình vẫn ổn mà. Chỉ là hôm nay có hơi lạnh thôi. Đừng nhiều lời, rút tay ra nhanh lên. Ôi trời ơi, bị thương tới vậy còn nói không sao. Tay phải bị thương không phải chuyện nhỏ đâu. Để thầy xử lý qua giúp em. Không sao đâu huấn luyện viên, em tự mình đi khám bác sĩ là được. Như vậy sao mà được chứ? Tháo băng ra ngay. Nhanh lên. Anh tìm tôi có chuyện gì? Huấn luyện viên, hôm nay em không khỏe thật mà, em đi trước đây. Đi thôi. Vừa nãy, may mà cô tới kịp lúc đấy. Nếu không xảy ra chuyện lớn thật rồi. Anh thì không sao rồi, nhưng tôi thì có đấy. Xin lỗi nhé, là lỗi của tôi. Tay anh làm sao vậy? Cô còn cười, anh làm gì vậy? Tôi nghi ngờ sau khi máy tính phát nổ lần trước đã để lại di chứng gì đó. Gì vậy chứ? Chính là sau vụ nổ lần trước, có một giọt máu bay ra khỏi máy tính dính lên mặt của tôi ấy. Lúc đó tôi đã dùng bàn tay này để lau.
Cô làm gì vậy? Có phải anh bị ngáo luôn rồi không? Lẽ nào cô không bị di chứng gì sao? Đâu có đâu, tôi vẫn khỏe mà. Theo tôi thấy thì di chứng của cô vẫn đang trong thời kỳ ủ bệnh thì có. Có đi cũng đừng có kéo tôi vào. Tôi thấy có mà anh không yên tâm về Lê Nguyên, nên chuyện gì cũng nghĩ có liên quan tới anh ta thôi. Nói cho cùng thì đầu óc anh có vấn đề. Đơn giản dễ hiểu hơn là bị thần kinh. Tay của người bị thần kinh sẽ phát sáng sao? Đúng vậy. Đúng là trong sách đã viết như vậy. Hay anh tới bệnh viện khám thử đi. Tôi không sao. Cái này căn bản không phải là bệnh. Nhất định là có liên quan tới đại chiến lần trước. Tôi thấy cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ bị thần kinh thật luôn ấy. Đại tỷ à, chuyện của tôi không cần cô lo. Được rồi, vậy thì cứ cho là có liên quan tới trận chiến đó đi. Nhưng mà là chơi game khiến tay anh phát sáng, hay là vụ nổ đó đã khiến tay anh phát sáng đây? Tôi biết rồi, nhất định là trận mưa sao băng đó đã khiến tay anh thành ra như vậy. Tôi nhớ ra rồi, có người có thể chứng minh những lời tôi nói. Đi thôi. Lại đi đâu nữa vậy? Đi thôi. Tôi phải chụp ảnh đăng lên trang cá nhân mới được. Chuyện này cũng quá đỉnh rồi. Đồ keo kiệt. Tôi thấy chắc là do cậu đắp mặt nạ tay phát nhiều quá nên da bị biến dị thôi. Lại đây, để tôi xem mặt cậu có phát sáng không nào. Anh tự xem mặt mình có sáng không trước đi. Cái gì mà đoàn đội trong tay sức mạnh? Anh đã tìm tài khoản đó cả tuần nay rồi vẫn chưa thấy đấy thôi. Hai người cãi nhau đủ chưa vậy? Anh thấy đã cãi nhau với anh ta, hay là để nói rõ chuyện này là anh ta chọc tôi trước? Bạn gái anh và anh có xảy ra vấn đề tương tự không? Tất nhiên là không. Máy tính của tôi và bạn gái đúng là có nổ, nhưng mà là do máy tính quá tải thôi. Anh xem mọi người đều không sao. Không thể nào. Hay là để tôi giới thiệu Du Phi cho cậu nhé. Bạn gái tôi là bác sĩ tâm lý, có thể chữa được bệnh thần kinh ảo tưởng của cậu đấy. Nói hay lắm. Nếu không, anh ấy sẽ không chịu thừa nhận mình có vấn đề đâu. Điều này chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, cậu sai rồi. Người anh em của cậu căn bản không thể lợi hại bằng đoàn đội của tôi. Hiện giờ thế giới trong game đã khôi phục lại như bình thường. Cậu ta cũng đã biến mất. Có muốn đội mồ sống dậy cũng căn bản là không thể nào. Chỉ có thể tiếp tục làm kẻ thất bại trong thế giới thực này thôi. Bạn của tôi, thứ hai, vẫn là lỗi của cậu. Nó cái gì mà tay phát sáng? Căn bản chỉ để che giấu sự thật thất bại của cậu ta. Tất cả là suy nghĩ cá nhân của cậu thôi mà. Tôi học theo anh đấy. Ban đầu, tôi tưởng anh là một tổng tài bá đạo. Quá ra anh lại cũng chỉ trẻ con y như anh ấy mà thôi. Đừng tưởng cái khích tướng đó của cô có tác dụng với tôi. Còn lâu tôi mới vô vị như hai người. Tôi đi đây. Đừng nói là tôi không tốt với hai người nhé. Đợi đó đi nhóc con. Quà cho cậu đây. Không, cảnh sát lại tưởng cậu đi cướp xe chở tiền mất. Cảm ơn ý tốt của anh. Tôi không cần nó. Được rồi, đừng có giận dỗi nữa. Suốt cuộc cô đang giúp ai đây? Anh ấy nói có sai đâu. Ít nhất cũng hơn suốt ngày phải đeo băng như vậy rồi giả vờ bị thương. Cảm ơn ý tốt của anh. Du Phi, anh nói em nghe. Tay của Nhất Hiệp đó thực sự đang phát sáng, là màu xanh. Cậu ta cứ nói là do sự cố ngày hôm đó xảy ra. Anh thấy cậu ta rõ ràng là đang ảo tưởng mình có siêu năng lực. Có khi nào là não có vấn đề rồi không? Đáng thương quá. Hôm nào rảnh hay là em đi xem thử đi. Sau đó thì sao? Em vẫn đang nghe này. Sau đó hết rồi.
Vậy sao? Có vẻ cũng vui quá chứ. Có sao? Sao chỉ có một cái vậy? Cái này sao? Cái còn lại tặng cho thằng nhóc não tàn kia rồi. Đồ em mua cho anh cuối cùng cũng dùng tới rồi. Em giận à? Đâu có. Không có sao? Chỉ là em không hiểu. Lúc đó sao em lại ngu ngốc tới mức để anh lừa em chứ? Bị anh lừa. Lúc đó ngày nào anh cũng mang bữa sáng tới cho em đấy. Cho dù là có chó hoang cũng phải bị anh làm cho cảm động chứ. Rõ ràng anh lừa em từ đầu tới cuối. Anh căn bản không biết đi xe đạp. Chỉ bảo tài xế đưa anh tới nhà của em, rồi giả vờ như đạp xe nửa thành phố để tới mang bữa sáng cho em. Còn sao dễ như rất nghèo, rất chân thành nữa. Anh có giả nghèo đâu. Nếu anh không giả nghèo, chẳng lẽ để tài xế ngày ngày lái xe đưa anh tới, cái đó thì mặc đồ vest hàng hiệu tới tìm em sao? Anh giả nghèo chỉ là đang thử em mà thôi. Vậy cũng chỉ chứng tỏ là anh diễn xuất tốt. Em cũng ngây thơ quá rồi. Có ai lại tự nói mình ngây thơ như em bao giờ? Sao đây? Nói thật lòng, lúc đó em có phải là em thấy anh rất lãng mạn hay không? Này, anh vẫn không định học đi xe đạp sao? Vậy chuyện này anh phải nói rõ với em. Nói thế nào nhỉ? Đi xe đạp ấy mà. Thứ nhất, anh có tài xế riêng. Thứ hai, anh biết lái xe. Thứ ba, trời sẽ mưa mà. Em nhìn đi, sẽ mưa bất cứ lúc nào. Thứ tư, thời tiết cũng đâu có đẹp. Thứ năm, là rất nguy hiểm. Vào trọng điểm đi, quan trọng là đi xe đạp. Nó cũng đâu phải một kỹ năng sống cần thiết đến mức nào đâu. Thôi được, em không miễn cưỡng anh nữa. Thật sao? Học hay không tùy anh. Cảm ơn em. Ngày mai em vẫn còn nhiều cuộc hẹn lắm. Vậy nên chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cần phải chuẩn bị thêm vài thứ. Vậy thì em cố lên nhé. Cảm ơn anh. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Hai người bám theo tôi cũng dai quá rồi đó. Cô coi như giúp chúng tôi thêm một lần đi. Dù thẻ vào cửa lần trước, anh tôi đã mắng tôi một trận rất thảm rồi. Làm ơn đi mà, chỉ lần cuối này thôi. Cô chỉ cần giúp chúng tôi lấy tư liệu của Tiêu Giao Sinh đó ra là được thôi. Cậu nói xem. Mình cũng hết cách với anh ấy. Tiểu Linh Linh của chúng ta cũng hết cách với con trai sao? Cô đồng ý giúp tôi phải không? Tôi cảnh cáo anh nhé. Anh đừng tưởng mình là bạn trai của Tiểu Linh Linh thì có thể sai bảo đám bạn thân của cô ấy với chúng tôi. Bọn mình có hẹn hò đâu. Chúng tôi có hẹn hò đâu. Muốn mình giúp hai người cũng được. Nhưng mà anh phải thừa nhận,
Anh là bạn trai của Cốc Linh. Tôi... Cậu đừng có quá đáng. Không muốn mình giúp nữa thì thôi. Nè. Nè. Tôi là bạn. Giới tính nam của Cốc Linh. Thôi được. Thực ra tôi đã quen biết anh ấy từ lâu rồi. Sao còn chưa nghe máy nữa? Sao cô còn căng thẳng hơn cả tôi vậy? Anh nói xem, bạn giới tính nam. Alo, xin chào. Cho hỏi ai đó? Alo, cậu là Tiêu Hàn Lâm phải không? Tôi là Nhậm Nhất Hiệp, chính là Dạng Tử Dương, người ở trong game, trong mộng quyển, từng cùng với cậu đi đánh Mang Dương ấy. Dạng Tử Dương, sao cậu lại có số điện thoại của tôi? Là như vậy, chính là tối hôm đó đi đánh Mang Dương, cậu có xảy ra sự cố gì không? Ví dụ như có hiện tượng kỳ lạ nào xảy ra không ấy? Em trai. Alo. Alo. Tiêu Hàn Lâm. Alo. Tiêu Hàn Lâm, alo, cậu có đó không? Tôi nghĩ tôi đã biết vấn đề gì rồi. Sao là một học bá sao? Cậu học luật à? Hàn Lâm à, cậu cũng dùng cái ghế này sao? Ngồi đánh game trên cái ghế này đã lắm đấy. Cậu có mắt nhìn thật. Vào việc chính đi. Vừa nãy cậu nói với tôi, khi cậu chạm vào vết thương của đứa bé đó, nó liền khỏi luôn sao? Cậu không sao chứ? Cậu xem, giờ cậu đã có siêu năng lực trị thương. Tay của tôi thì có thể phát sáng. Trong chuyện này nhất định là có cùng một nguyên nhân nào đó. Ngoài lần trước khi chơi game với mọi người xong thì tôi không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Sao cậu không nói gì hết vậy? Vừa nãy trong điện thoại không phải vẫn bình thường đó sao? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hiện giờ chúng ta đều như nhau cả. Có gì mà không tiện nói chứ? Tôi là đang nhớ. Nhớ cậu. Nhớ những gì mà cậu nói. Nếu thực là sao trận đại Đại chiến đó mà ra, vậy thì tôi có một giả sử lớn gan như thế này. Siêu năng lực của chúng ta rất có thể đều do mộng quyển mà ra. Mỗi người đều có được siêu năng lực như nhân vật trong game của mình. Cậu có siêu năng lực của Tiêu Giao Sinh, còn tôi thì là của Kiếm Hiệp Khách. Chuyện này đúng là thật khó tin, nhưng suy đoán ra thì rất hợp tình hợp lý. Cô xem, đến cậu ấy cũng nói được như vậy kìa. Chứng minh suy đoán này của tôi từ đầu tới cuối đều là chính xác. Vậy sao tay của anh là chỉ phát sáng mà không có khả năng hoành tảo thiên quân vậy chứ? Tôi biết rồi. Cô đã biết chuyện gì? Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, nói chuyện cũng ấp úng. Có phải là vì cậu sợ người lạ không? Tôi mắc chứng sợ người lạ. Tôi chứng sợ người lạ à? Nhưng không phải cậu đang học luật, chuẩn bị làm luật sư sao? Như vậy phải làm sao? Ba mẹ tôi là luật sư, nên muốn tôi kế thừa sự nghiệp. Tôi là kiểu luật sư sợ đối diện với người khác, chỉ muốn ngồi xử lý giấy tờ văn bản mà thôi. Vậy thì tốt quá rồi. Chỉ cần có thể làm tốt chuyện mình có thể làm là được rồi.
Tôi không thể làm luật sư được rồi. Tại sao vậy? Thành quả nghiên cứu sinh cần phải đi thực tập để học hỏi thêm lấy điểm. Mấy lần trước đi phỏng vấn, nếu tự giới thiệu về mình tôi cũng không làm được nữa. Nếu buổi phỏng vấn ngày mai còn thất bại nữa, sẽ không thể giữ nổi thành tích mất. Cậu yên tâm, cứ giao cho tôi đi. Người ta cũng có nhờ anh giúp đâu. Chuyện của Hàn Lâm chính là chuyện của tôi, cô đừng có xen vào. Nửa đêm canh ba cậu gọi mình tới đây để làm gì vậy? Mình còn phải ngủ để dưỡng nhan nữa. Bản thân cô ấy còn không tới, bảo chúng ta tới đây làm gì chứ? Cứ đợi đi. Mọi người đã tới đủ cả chưa? Cố lên nhé. Nếu không phải nhan sắc của anh chàng này cũng không tệ, mình sớm đã không đợi nữa rồi, đúng không? Để tôi giới thiệu cho mọi người một người bạn mới. Đây là Hàn Lâm. Hàn Lâm, cậu cứ coi bọn họ là người phỏng vấn mình ngày mai đi. Cứ nói hết những gì ngày mai định nói ra thật lớn cho mọi người nghe. Cố lên. Nào, đừng cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt mọi người ấy. Cậu làm được mà. Nào, nói đi. Đừng có cúi đầu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của bọn họ. Cậu đứng ngay ra đó làm gì? Nói gì đi chứ? Mở miệng nói đi. Chuyện đó, cậu đừng chỉ cúi đầu mà cười ngốc. Cố lên, nào, nói đi. Nói lớn lên. Nói. Đội trưởng à, bình thường cậu cũng có nghiêm khắc với bọn mình đến vậy đâu. Mình là đang giúp đỡ cậu ấy đấy. Cậu thì biết cái gì? Lượn sang một bên. Nào, cố lên. Nói cũng không thành câu. Thật lặng với cái nhan sắc đó mà. Như vậy cũng rất đáng yêu mà. Đừng chỉ đứng đó chứ. Nói đi. Mở miệng ra đi. Cố lên. Nhất Hiệp à, tôi hôm nay tôi vẫn còn vài chuyện cần làm. Tôi đi trước đây. Xin lỗi nhé. Này, Hàn Lâm, Hàn Lâm à, Nhậm Nhất Hiệp, cậu dẫn nhiều người lạ tới đây như vậy, tất nhiên là cậu ấy sẽ sợ rồi. Lỡ dọa cậu ấy ngốc luôn phải làm sao? Đến ải của tôi còn không qua nổi, ngày mai nhất định không làm được. Cậu dọa cậu ấy thành như vậy, tất nhiên ngày mai không làm được. Cái này gọi là tìm sự sống trong cái chết. Cô thì hiểu gì? Tôi hỏi anh, nếu cô ấy vì ngày hôm nay mà không làm luật sư được, anh có gánh nổi trách nhiệm không? Lương tâm anh có yên được không? Ngày nào cô ấy còn chưa đối diện được vấn đề của mình thì không ai giúp nổi cô ấy. Cô ấy quay lại rồi. Tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ cuộc quá dễ dàng rồi. Hy vọng mọi người có thể giúp tôi thêm một lần nữa. Chào mọi người, tôi là nghiên cứu sinh khoa pháp luật. Tôi tên Tiêu Hàn Lâm. Trong 3 năm học tập này, tôi chủ yếu nghiên cứu về luật thương nghiệp, luật kinh tế. Tôi hy vọng có thể thông qua đợt thực tập này, có thể đem những tri thức tôi học được trong sách vào trong công việc, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc để bổ sung cho chính mình. Tôi hy vọng mọi người ngồi ở đây có thể cho tôi một cơ hội để tôi có thể gia nhập mạng lưới công ty Dịch Long cao quý này, để tôi có thể tỏa sáng và góp sức mình cho bộ phận của chúng ta. Cảm ơn. Cậu thành công rồi. Thành công rồi, thành công rồi. Tuyệt quá đi, thành công rồi. Cậu giỏi lắm. Tốt quá rồi.
Cậu giỏi lắm, tốt lắm. Làm tốt lắm. Hy vọng mọi người cho tôi một cơ hội để gia nhập bộ phận pháp luật của Mộng Quyển của Dịch Long, góp sức cho quý công ty. Xin cảm ơn. Giám đốc Long. Giám đốc, tôi chỉ vào đây xem một chút thôi. Mọi người tiếp tục đi. Thời gian cũng gần xong rồi. Gần xong rồi. Giám đốc Long, xin mời. Nào, ngồi đi. Cậu giới thiệu về bản thân mình đi. Tôi là Tiêu. Tiêu. Tôi là Tiêu. Tiêu Hàn Lâm. Nghiên cứu sinh khoa pháp luật. Như vậy đi, cậu về đợi thông báo của chúng tôi. Được rồi. Giám đốc Long, tôi chỉ là một nghiên cứu sinh pháp luật bình thường. Khi đối diện với người lạ, tôi sẽ nhát gan đến mức không dám nói chuyện. Nhưng ngày hôm qua tôi đã quen được một nhóm bạn mới. Bọn họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi tin họ là sức mạnh lớn dành cho tôi. Tiêu Giao Sinh, anh chính là Long Chiến Du Giả trong game, có phải không? Sao cậu biết? Danh tiếng lại lừng quá mà. Ai nói với cậu thế? Dứt Hiệp nói với tôi đấy. Thằng nhóc đó sao? Tôi thấy chắc cậu ta chẳng nói được gì tốt đẹp về tôi. Không ngờ cậu ta còn tìm ra cậu nhanh hơn tôi nữa. Anh cũng đang tìm tôi à? Vừa nãy cậu ngồi trong kia không ngừng đọc kinh. Có phải là tích tích quay quay trong game không? Anh cũng biết à? Vừa nãy đúng là tôi có dùng một chút. Nếu như không dùng đến nó, tôi sẽ như vậy đấy. Được rồi. Tốt lắm. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Giúp tôi tìm ra thằng nhóc kia với cô bạn gái bên cạnh cậu ta đi. Tôi muốn gặp bọn họ. Được. Đợi đã. Vừa nãy tôi phỏng vấn thế nào? Giao Giao, xử lý vụ này đi. Chẳng trách anh ta lại chọn Giai Long Thái Tử. Biệt thự nhà anh ta còn hơn cả Đông Hải Long Cung. Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Lần này để xem tôi triệt để đánh bại anh như thế nào. Hoan nghênh mọi người. Không ngờ Long Tử Triệt không những gia thế hào hoa, đến quản gia cũng rất xinh đẹp. Chào mọi người, tôi là bạn gái của Long Tử Triệt, Yến Du Phi. Này thì lắm lời. Trẻ con không được dạy dỗ nó như vậy. Thật ngại quá. Không sao, cậu nói cũng không sao. Thỉnh thoảng tôi cũng giống quản gia của anh ấy lắm, giúp anh ấy xử lý vài chuyện lặt vặt. Thật ra bọn em cũng không ngờ bà gái của Long Tử Triệt lại là một đại mỹ nữ như vậy. Cảm ơn em. Đào, mời ngồi. Tử Triệt sẽ qua đây ngay thôi. Có phải chị cũng giống như anh ấy, xảy ra chuyện kỳ lạ gì không? Tử Triệt phát hiện ra trước, cái đó thì tới chị. Vậy Long Tử Triệt đã có được siêu năng lực gì vậy?
Đây là sự trừng phạt cho cậu khi dám nói bạn gái tôi là quản gia đấy. So với việc bàn tay của cậu phát sáng, của tôi mới là công phu thực sự đây này. Tuyệt chiêu thô bạo đơn giản này của tôi thế nào? Có ngon thì cậu thử lại xem. Ai sợ ai chứ? Hóa ra sự năng lực của chị là thuật định thân sao? Chắc là sự năng lực của phi yến tử trong game. Buông tôi ra. Anh mà còn trẻ con nữa thì cứ đứng ở đó luôn đi. Sai là cũng bị giờ quản như vậy sao? Anh đã làm loạn đủ chưa? Đã thôi chưa? Cô làm gì vậy? Bị định thân xong sao cứ như tập luyện móng rổ vậy? Mệt muốn chết. Em đang làm gì vậy? Không chịu để mặt anh chút nào. Người ta là khách, anh phải có chút phong độ của chủ nhà đi chứ. Siêu năng lực của Tiêu Giao Sinh ở chỗ tôi, siêu năng lực của Phi Yến Tử thì ở chỗ của chị. Long Thái Tử là Tử Triệt, Kiếp Hiệp Khách là Nhất Hiệp. Vậy thì cô chắc là... Đúng vậy, tôi cũng phải có năng lực của cốt tinh linh mới đúng chứ. Nhưng sao tôi lại chẳng có gì vậy chứ? Tôi thấy chắc là cô làm chuyện đáng hổ thẹn quá nhiều rồi. Nơi trong tim cô hết đấy. Cô... Xem ra cũng có người trị được cậu đấy. Có phải anh muốn đánh hiệp hai không? Tới thì tới. Xem như cậu may mắn. Cô lại đánh tôi. Bộ phận kỹ thuật của tôi tìm lại được số liệu trò chơi có thể đăng nhập được rồi. Cái gì chứ, đợi thêm chút nữa đi. Chẳng kiên nhẫn gì. Các vị thiếu hiệp, các vị chính là những người điều khiển bọn ta sao? Long Tử Triệt, anh lại giở trò gì nữa vậy? Tôi vô vị tới vậy sao? Thái tử, sao còn lại có thể nói chuyện với tôi được vậy? Tại hạ cũng không biết nữa. Chỉ biết tỉnh lại sau đại chiến hôm đó, phát hiện ra mọi chuyện đã trở nên rất khác. Vậy là các cậu đã biết nói chuyện. Kể từ lúc đó cũng có ý thức của riêng mình phải không? Ý thức? Ý thức tức là... Cậu muốn làm gì? Cho tôi xem kiếm hiệp khách của tôi chút đi. Kiếm hiệp khách? Kiếm hiệp khách à? Xin chào, tôi là người chơi đang khống chế cậu. Tôi là Nhất Hiệp, rất hân hạnh. Nhất Hiệp thiếu hiệp, ý thức mà cậu nói là gì vậy? Ý thức chính là... Chính là... Không giải thích được mà còn giành. Phải đấy. Vậy cô lên mà giải thích đi. Tôi... Cô giải thích đi. Ý cô ấy là các cậu đã bắt đầu có tư duy của riêng mình, có thể hành động theo suy nghĩ của bản thân. Phải đấy. Đúng là tôi có ý như vậy. Sai là như vậy. Nhất định là hệ thống trí tuệ nhân tạo rồi. Không sai. Có lẽ là do thế giới trong trò chơi đã xảy ra sự cố gì đó, khiến bọn họ cũng giống như Mang Dương, có ý thức giống như con người vậy. Vậy tại sao chúng ta lại có siêu năng lực y như trong game chứ? Các thiếu hiệp cũng đã học được võ công môn phái bọn ta rồi sao? Kiếm hiệp khách của tôi đâu? Cô,
Dựa vào đâu anh có thể gặp kiếm hiệp khách của mình? Tôi lại không được gặp cốt tinh linh của mình chứ. Chào cốt tinh linh. Tôi muốn hỏi tại sao võ công môn phái của tôi vẫn chưa xuất hiện vậy chứ? Xin lỗi nhé, chuyện ngoài tâm giới bọn ta cũng chưa làm rõ được, chẳng biết gì cả. Bọn ta cũng luôn có dự cảm không lành, Mang Dư không ngừng âm mưu chinh phục tam giới. Cốt tinh linh, anh mau sửa nó đi, nhanh lên. Không phải chúng ta đã trao đổi số điện thoại rồi sao? Trên này có cả số điện thoại và địa chỉ phòng khám của chị. Nếu em muốn tìm người nói chuyện, có thể tới tìm chị. Em thì có chuyện gì được chứ, em cũng đâu có sao. Cũng chưa chắc phải có bệnh mới được tới đâu. Chúng ta có thể nói chuyện tâm sự mà. Nói gì cũng được hết. Em thấy người cần nói chuyện với chị bây giờ, em là Hàng Lâm mới đúng. Em hiểu nhầm rồi. Ý chị là việc phóng thích siêu năng lực. Nó có liên quan tới tâm trạng của con người. Nhưng mà em cũng đừng nghĩ quá nhiều, đừng đè nén bản thân nhiều quá. Vậy là chị còn chưa hiểu em rồi. Em là ngáo đá tỷ tỷ nổi tiếng, muốn em kìm nén nóng tính thì còn được, chứ bảo em đè nén cảm xúc thì khó đấy. Thật sao?